Một chữ 200 triệu. Nào, mời các vị vào đây. Các vị cứ thoải mái thưởng lãm những vật báu có 102 này. Chà, ông chủ Trịnh cũng chịu khó sưu tầm tranh ảnh quá nhỉ? Cô nói thế là đúng, nhưng chưa đủ rồi. Tôi ngoài tranh ảnh còn sưu tầm cả đồ gốm sứ cổ, cả đá thạch anh ngàn năm, sách cổ, quạt cổ. Nói chung, toàn những thứ đồ cổ giá trị. Ông anh đúng là chịu chơi, nhưng làm sao thẩm định được đây đích thị là đồ cổ? Cứ đắt tiền, ắt là đồ giá trị, mà đắt đến đâu, Trịnh tôi chẳng mua được. Các vị cứ nhìn đi, tranh đá quý đấy. Điều đặc biệt là nó còn được rải một lớp bột kim cương, chỉ dành cho những khách hàng chịu chơi như tôi. Còn đây, nghe nói là chiếc bình quý từ thời Hoàng Thái Hậu Từ Dụ, giá trị đến cả ngàn đô. Chà chà, sao hoa văn trên cái bình này có vẻ rất hiện đại, nhìn qua đã thấy không phải đồ cổ. Không phải là không phải thế nào? Không phải bình cổ mà nó dám bán cho tôi giá ấy à? Tuy tôi không rành đồ cổ, nhưng cũng biết gốm cổ thường không mịn, không đanh thế này. Màu sắc của gốm sứ cổ thường nhẹ dịu, dễ bong tróc hơn. Còn cái bình này, màu sặc sỡ, sắc nét như được sản xuất dây chuyền hiện đại, lại rất bền. Chỉ nhìn qua vài chi tiết cũng biết đây là bình giả cổ. Ông Trịnh, sao ông lại... Ông làm gì vậy? Trịnh tôi mà thèm dùng cái thứ hàng giả này sao? Phàm những thứ không đáng giá, tôi không bao giờ dùng. Ông Trịnh bớt nóng, bây giờ thật giả lẫn lộn, người không tin tưởng khó mà phân biệt được. À, ý cô là tôi không tin tưởng chứ gì? Được, được lắm. Tôi sẽ mua về những tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất để xem còn ai dám coi thường tôi nữa không. Chết thật, tôi lỡ lời. Kệ ông ấy, đúng là trọc phú, lúc nào cũng cố mua những thứ đắt tiền nhất để ra vẻ am hiểu, loè bịp thiên hạ. Có lẽ buổi triển lãm thư pháp sẽ rất đông. Những tác phẩm của ông ấy cực kỳ giá trị nên nhiều người sẵn sàng trả giá rất cao. Đúng vậy, ông ấy đã luyện thư pháp suốt cả cuộc đời mới có được nét bút điêu luyện như vậy. Chúng ta đến chiêm ngưỡng chúng thôi. Nhanh chân lên em. Thư pháp nổi tiếng, giá trị. Mình phải kiếm vài bức đắt nhất mới được. Tưởng gì, hóa ra vẽ toàn chữ. Sao nó lại đắt vậy nhỉ? Mình mua về đúng hàng giả lại có người cười cho. Gạch một nét lên giấy mà cũng đem đi bán. Chữ nhất, giá 200 triệu đồng. 200 triệu, thật nực cười. Thư pháp gia cái gì chứ? Tưởng không ai hiểu biết gì về thư pháp hay sao? Chào ông có ý kiến đóng góp gì cho bức chữ nhất này sao? Ông là tác giả bức này sao? Vâng, là tôi. Ông có vẽ thiếu không? Không thiếu. Ông có vẽ sai không? Không sai. Giá cả đính kèm có nhầm lẫn không? Không nhầm. Vậy tại sao có mỗi nét bút vạch 5 giây là xong mà giá những 200 triệu? Ông định lừa phỉnh ai vậy? Thưa ông, chỉ là một nét bút, nhưng tôi đã mất 50 năm để viết được nét bút ấy. 50 năm? Ông nói quá rồi. Tôi thấy nó chả khác gì một cái gạch ngang trên giấy. Vâng, ông thấy thế cũng dễ hiểu, vì nếu người như ông mà nhìn ra được điểm khác biệt ấy, thì tôi đây đã uổng phí 50 năm miệt mài khổ luyện rồi. Một chuyến đi phượt. Mẹ, ngày mai mẹ cho con đi cắm trại nhé. Ừ,
được rồi. Nhưng mà con phải xin phép bố nữa đấy. Mẹ biết tính bố rồi đấy. Bố luôn không thích cho con đi cắm trại mà. Mẹ, mẹ nói với con đi. Được rồi cô. Để đấy tôi nói với bố cô cho. Con yêu mẹ nhất trên đời luôn. Con đi đâu đấy? Dạ con, con đi cắm trại ạ. Nhóm bạn trong lớp cái Linh hôm nay tổ chức đi cắm trại. Nhưng tôi quên chưa nói với ông. Con về phòng ôn bài đi. Sắp thi cuối kỳ rồi đấy. Bố. Bố nói rồi. Con không hiểu ý bố sao? Các cậu đang bàn tán chuyện gì mà rôm rã thế? Chúng tớ đang lên kế hoạch cuối tuần đi phượt Sa Pa. Đi phượt Sa Pa á? Thích thế. Ừ, Linh có muốn tham gia với chúng tớ không? Ờ, tớ cũng muốn đi lắm nhưng mà chắc bố mẹ tớ không cho đi đâu. Hay, chán thật. Vậy năm đứa mình đi thôi. À, đúng rồi. Tớ sẽ nói với mẹ tớ là tớ đi tình nguyện. Thế là Linh đi nhé. Ừ. Mẹ ơi, hôm nay con đi tình nguyện với lớp 2 ngày 1 đêm nha mẹ. Ủa, vậy hả con? Sao mẹ không thấy con nói chuyện này nhỉ? Tại mấy hôm nay con đi học về mệt quá, nên con cũng quên không nói với mẹ. Ừ, nếu vậy thì con đi đi, không kẻo muộn. Vâng, con cũng chưa kịp xin phép bố. Chắc bố về có hỏi á, thì mẹ nói với bố một tiếng giúp con nhé. Ừ, nhớ đến nơi thì gọi điện cho mẹ nhé. Vâng, con biết rồi. Tớ đến rồi nè. Ừ, Linh đến rồi. Chúng ta đi thôi. Trời, khung cảnh đẹp thật đấy. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tớ được đi du lịch trong rừng luôn. Hay là chúng mình dừng xe tại đây chụp ảnh đi. Ừ. Công nhận cảnh đẹp thật đấy. Ui, một chú khỉ thật là xinh. Trời, các bạn ở đâu rồi? Alo, Linh à, cậu đi đâu thế? Về đi, chúng mình đi tiếp nào. Hình như tớ bị lạc đường rồi. Cái gì? Cậu bị lạc á? Cậu có biết đường không? Vào đón Linh đi. Tớ cũng không biết. Đây là lần đầu tiên tớ đi phượt ở đây mà. Trời, giờ làm thế nào bây giờ? Tớ có cách này. Hay là chúng mình đi xuống với bạn kia, nhờ người dẫn vào rừng đi. Chứ nếu chúng mình tìm được Linh mà cũng không ra được thì chịu chết ở trong đấy. Ừ, Lâm nói đúng đấy. Linh ơi, cậu cứ ở yên đấy nhé. Chúng tớ đi tìm người dẫn đường vào rừng tìm cậu. Ừ. Ôi, mẹ gọi. Phải làm thế nào bây giờ? Alo, mẹ ạ. Con đến nơi chưa? Dạ, con đến nơi rồi ạ. Ừ, vậy con nghỉ ngơi đi nhé. Đã 3 tiếng rồi, sao bây giờ các bạn vẫn chưa tìm được mình thế? Không lẽ hôm nay mình phải ở trong rừng sao? Trời, bố gọi. Mình có nên nói cho bố biết là mình bị đi lạc không? Bố là cảnh sát có kinh nghiệm nhiều. Nhưng mà mình mà nói với bố thì khác gì mình tự thú là mình đi chơi. Alo, con nghe ạ. Con đang đi tình nguyện à? Dạ, vâng. Con đang đi tình nguyện với lớp. Sao giọng của con ngập ngừng vậy? Có phải con đang giấu bố chuyện gì đúng không? Con gái à, bố biết là con luôn nghĩ bố khó tính với con trong vấn đề đi chơi xa. Nhưng mà con hãy hiểu rằng bố làm vậy cũng chỉ vì con thôi. Hãy nói cho bố biết con đã xảy ra chuyện gì đi. Con bị lạc ở trong rừng. Được rồi, bây giờ con hãy bình tĩnh làm theo hướng dẫn của bố. Dạ. Đầu tiên, con hãy đứng dậy và nhìn xem xung quanh có ngọn núi nào không. Dạ có ạ. Vậy con hãy nhanh chóng di chuyển lên ngọn núi đó. Bố ơi, con đến nơi rồi ạ. Giờ thì con hãy nhìn xung quanh xem ở xa có nhà, ruộng đồng nào không. Dạ, có một khu dân cư ở phía xa ạ. Vậy con hãy đi theo hướng khu dân cư đó. Bố ơi, con ra được khu rừng rồi. Được rồi, bố với mẹ đang trên đường đến đón con đây. Con báo cho các bạn đi nhé. Vâng, con cảm ơn bố. Cái con bé này, lớn rồi mà vẫn như hồi còn bé tí. Vẫn còn đi lạc được là sao?
Mẹ nói sao cơ? Con đã từng đi lạc hả mẹ? Ừ, hồi con 6 tuổi, bố con đi làm vườn quốc gia chơi. Lúc đó bố mẹ gặp một người bị rắn cắn. Bố con thì sơ cứu cho họ, còn mẹ thì đi gọi người cứu giúp nên để con ở lại cạnh bố. Lúc quay lại thì không thấy con đâu cả. Mẹ đã khóc ngất đi vì tưởng mất con rồi. Đến 2 ngày sau thì mẹ thấy bố con ôm con về trong tay. Bố, giờ thì con đã hiểu lý do tại sao bố luôn cấm con đi du lịch trong rừng rồi. Con xin lỗi bố. Thôi con, không sao là tốt rồi. Lần sau các con không được tự ý đi phượt như thế này nghe chưa. Thôi, cũng muộn rồi, chả mấy khi có dịp đi lên Sapa. Hôm nay chúng ta hãy xóa tại đây thôi. Bố bao tất. Sự tích Hoa Cúc La Mã. Ngày xưa ngày xưa, trên một thảo nguyên mênh mông, có một vương quốc kỳ lạ được trị vì bởi vị vua bằng vàng và hoàng hậu bằng bạc. Trong khi dân chúng vương quốc sinh tử theo đúng quy luật tự nhiên, thì hoàng hậu và đức vua lại có khả năng trường sinh. Mấy chục thế kỷ, ta thấy lòng nặng trĩu đến độ muốn nổ tung ra. Ta chỉ muốn được là một người bình thường thôi. Ngày đó ta vì muốn đến bên nàng mà chiếm cả vương quốc của cha nàng, khiến cha nàng uất hận sinh bệnh qua đời. Có lẽ chính vì vậy mà chúng ta bị trừng phạt, phải sống mãi như thế này. Vậy chẳng lẽ không còn cách nào hay sao? Nhưng có một cuốn sách cổ viết rằng chúng ta chỉ có thể trở thành người thường nếu có con gái kết hôn với một hoàng tử trẻ, mà sao sẽ trở thành vua của vương quốc. Bao nhiêu thế kỷ nay rồi, chúng ta chờ đợi một đứa trẻ ra đời trong vô vọng, sẽ chẳng bao giờ có được niềm hạnh phúc này. Thôi mà nàng, đừng như vậy nữa. Ngày hôm đó, hoàng hậu khóc nhiều nhất. Đức vua an ủi thế nào cũng không được. Hoàng hậu không trở về điện mà cứ thế ngồi khóc bên vườn hoa cho đến lúc ngủ thiếp đi. Hoàng hậu đáng thương ơi, chắc chắn là một năm nữa người sẽ có một cô con gái. Nhưng người phải uống cho được nước hoa từ tràng hoa của ta vào lúc hoàng hôn. Chuyện gì thế này? Ai nói với ta? Có lẽ là ta đang nằm mơ. Có lẽ vì quá mệt, hoàng hậu dù bị đánh thức bởi một giọng nói kỳ lạ vẫn nhanh chóng tiếp tục thiếp đi. Sao cô lại tiết lộ bí mật chỉ được sử dụng đúng một lần trong đời mình? Và hậu quả của nó cô đã nghĩ đến chưa? Hoàng hậu đã cứu tôi khỏi đợt hạn hán. Tôi rất biết ơn người. Khi lúc tôi héo rũ, chỉ còn một chiếc lá xanh, người vẫn không bỏ tôi đi mà hết lòng chăm sóc tôi. Thượng đế ban cho mỗi chúng ta một sứ mệnh, giờ là lúc tôi nên dùng nó rồi. Tôi không thể nghĩ quá nhiều về những hậu quả sau đó. Chỉ biết rằng hiện tại hoàng hậu rất khao khát được có con. Hoàng hậu ngủ say một mạch đến tận hoàng hôn ngày hôm sau mới tỉnh giấc. Một năm nữa người sẽ có một cô con gái, nhưng người phải uống cho được nước hoa từ tràng hoa của chúng ta vào đúng lúc hoàng hôn. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng cũng thật kỳ lạ. Giờ là hoàng hôn rồi mà trên tràng hoa ly này vẫn động sương. Hay ta cứ thử uống vậy. Hoàng hô, hoàng hô, hoàng hậu và đức vua sắp sinh con rồi. Vương quốc chúng ta sắp sửa được đón một người trị vì mới rồi. Và thật kỳ diệu, hoàng hậu một năm sau đó đã sinh được một nàng công chúa. Năm tháng trôi nhanh, công chúa lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Đặc biệt, nàng có thể nói chuyện cùng hoa cỏ. Rồi tuổi lập gia thất cũng đến, đúng vào tuổi 17. Trước giờ công chúa trang điểm dự buổi kén phò mã, trên trán nàng bất ngờ xuất hiện một vương miện hoa lấp lánh. Trên trán ta là gì thế này? Công chúa, nàng mau xuống vườn hoa đi. Ngươi nói rằng mẹ ta vì uống nước từ tràng hoa ly mà sinh ra ta ư? Đúng vậy, chuyện này tôi được nghe tổ tiên của mình kể lại. Theo quy luật trên trái đất này, cái gì đến từ đâu sẽ phải trở về đó. Cùng với vương miện hoa này, năm sau khi tròn 18 tuổi, nàng sẽ phải biến thành hoa và cha mẹ nàng sẽ mãi mãi trường sinh cùng với nỗi đau mất nàng. Không, ta không tin. Cùng lúc ấy, buổi kén phò mã đã diễn ra. Nghe đồn về sắc đẹp của công chúa, rất nhiều hoàng tử và các chàng trai quý tộc từ khắp nơi tụ họp để thử vận may. Con gái ta sẽ chọn được cho mình một chàng trai con ưng ý nhất trong số những chàng trai xuất sắc ở đây. Cha, sẽ không có buổi kén phò mã nào nữa.
con là cô gái của các loài hoa, và con sẽ trở về với thế giới hoa. Con sẽ không thể ở bên cha mẹ được nữa. Con nói gì vậy? Con nói gì vậy? Trời ơi, thảo nào tôi nghe người ta đồn, cô ta hàng ngày đều nói chuyện với hoa cỏ, ông bướm. Thế chẳng phải là phù thủy sao? Thật đáng sợ. Con đi đâu vậy? Mau dừng lại đi. Ta không phải là phù thủy. Đúng vậy, nàng tuyệt đối không thể là phù thủy nào hết. Nàng là cô gái xinh đẹp mà ta đã ngắm nhìn suốt từ thuở nhỏ. Chàng là ai? Chàng nói đã ngắm ta từ thuở nhỏ sao? Thật là bạo muội. Nhà ta ở thảo nguyên này, mỗi lần nàng đến đây dạo chơi, nói chuyện cùng hoa lá ông bướm, ta đều trộm ngắm. Và ta đã thầm yêu nàng từ lúc nào không hay, đến hôm nay mới dám tỏ lời. Ta thấy nàng thật duyên dáng và đáng yêu, xin nàng hãy nhận lời cầu hôn của ta. Chàng làm cho ta thấy rất vui. Lần đầu tiên có người không cho rằng ta kỳ quái khi biết ta nói chuyện với hoa cỏ. Nhưng chàng hãy nhìn kỹ vương miện hoa trên trán của ta đi. Chàng cần phải biết rõ hơn bí mật của ta. Dù thế nào đi nữa, bất kể nàng là một cô gái hay là một loài hoa, tình yêu ta dành cho nàng cũng không thay đổi đâu. Tình yêu chân thành của chàng trai khiến trái tim thiếu nữ rung động. Hai người đến với nhau và ngày càng gắn bó hơn. Nàng công chúa cuối cùng cũng đồng ý kết hôn cùng chàng trong sự vui sướng của đức vua và hoàng hậu. Ngày cưới chính là ngày công chúa buồn nhất, vì chẳng còn bao lâu nữa nàng sẽ tròn 18 và không còn được ở lại thế gian trong thân phận con người nữa. Nàng đừng buồn nữa, từ hôm nay nàng chính thức là vợ của ta. Dù nàng có trở thành hoa cỏ, ta cũng sẽ không rời xa. Và nếu thực sự có ngày ấy thì nàng đừng lo lắng, cha mẹ nàng đã có ta chăm sóc rồi. Không ngờ, cảm động trước tình yêu chân thành của đôi nam nữ, Thượng Đế đã ban một ngoại lệ chưa từng có, cho phép công chúa được sống hết kiếp người. Chàng, vương miện hoa đã biến mất rồi. Ta có thể ở lại bên chàng, ở bên cha mẹ của mình rồi. Công chúa kết hôn và phò mã mới lên ngôi trị vì vương quốc, đồng nghĩa với lời nguyền trường sinh của đức vua và hoàng hậu cũ được phá bỏ. Khi trở về với mặt đất, công chúa mới trở lại thành hoa, loài hoa cánh trắng nhụy vàng, hương thơm ngọt ngào, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, khiến con người sống trọn vẹn và hiếu nghĩa như thể cuộc đời mà nàng công chúa đã sống. Loài hoa ấy mọc trên những thảo nguyên nước Ý, La Mã xưa, rồi lan khắp thế giới với tên gọi Cúc La Mã. Quốc vương Ốc Sơn. Ôi, thưa quốc vương, ngài trông mới thật uy quyền làm sao. Ở trên cánh đồng cỏ này, nào có ai uy quyền đẹp như người ạ? Cần vậy đó, ngươi thật khéo ăn nói, nhưng ta thích điều đó. Kính chào quốc vương sâu róm. Ồ, quốc vương Ốc Sên đấy à, xin lỗi vì không nhận ra ngài. Nhìn chiếc lá trên đầu ngài từ xa, ta lại cứ tưởng một anh bạn Ốc Sên bé nhỏ tinh nghịch nào cơ. Ôi, thành thật xin lỗi ngài. Cái gì? Cây lá trên đầu ư? Một anh bạn Ốc Sên bé nhỏ ư? Tôi nói đâu có sai đâu. Ôi, đường đường là quốc vương mà ngài lại đội cái lá trên đầu, chẳng xứng chút nào. Thật quá. Người đâu, ta ra lệnh cho các ngươi, hãy tìm thợ chạm khắc là một chiếc vương miện thật đẹp và thật quyền uy cho ta. Và nhớ rằng phải đẹp hơn cả của quốc vương sâu đốm gấp bội, hiểu chưa? Vâng vâng, thưa quốc vương, thần sẽ cố gắng hết sức để làm cho người một chiếc vương miện tuyệt đẹp nhất ạ. Dạ, thưa quốc vương, thần đã hoàn thành chiếc vương miện mà người đã sai bảo rồi ạ. Người đâu, mang lên đi. Ui, chiếc vương miện mới tuyệt đẹp làm sao, rồi tất cả sẽ ngưỡng mộ, ghen tị với ta, sẽ không còn kẻ nào dám cười nhạo ta nữa. Nào, mau đội lên cho ta. Ôi chao. Nhưng, thưa quốc vương,
liệu chiếc vương miện có quá nặng với người không ạ? Không, không sao cả. Ngươi không nhìn thấy những vần hào quang đang tỏa ra lấp lánh hay sao? Nhưng... Nó nhiều quá. Mau mau sửa soạn để ta đi vi hành trên đồng cỏ, cùng cho muôn loài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc vương miện này. Dạ, thần tuân lệnh. Nhìn quốc vương ốc sên kìa. Ôi, một chiếc vương miện thật lộng lẫy. Phải thế chứ. Hãy nhìn sự ngưỡng mộ của tất cả côn trùng trên cánh đồng cỏ này với quốc vương kìa. Nhưng chiếc vương miện khá nặng. Nó sẽ khiến quốc vương đi chậm hơn bình thường và lúc về sẽ rất muộn và nguy hiểm đó ạ. Sao ngươi cứ lo lắng suốt thế? Có ta với ngươi cạnh quốc vương rồi thì lo cái gì? Việc vi hành của quốc vương thể hiện uy quyền cho các loài côn trùng khác mới quan trọng. Các ngươi đi chậm chậm thôi. Sao hôm nay các ngươi đi nhanh vậy? Ta đuổi theo các ngươi mệt quá. Thưa quốc vương, chúng thần đã bò chậm hết sức đấy ạ. À. Có lẽ do chiếc vương miện của người nặng quá. Hay người thử đặt chiếc vương miện xuống để nghỉ ngơi một chút đi. Không, đừng hòng. Quốc vương không đeo vương miện thì ra thể thống gì. Chết rồi, bìm bịp kìa, trốn mau, quốc vương ơi. Quốc vương mau chui vào vỏ ốc đi ạ. À. Từ từ, ta chui vào bây giờ đây. Trời, sao lại không vào được thế này? Nào, sao thế này? Nhanh lên, quốc vương ơi, nhanh lên. Quốc vương ơi, xin người bỏ chiếc vương miện ở lại bên ngoài. Chúng ta cứ trốn thoát thân trước đã. Không được, quốc vương ta sao có thể thiếu vương miện được? Bìm bịp sắp tới nơi rồi. Quốc vương muốn bỏ mạng cho kẻ thù sao? Nhưng ta... Không kịp rồi, quốc vương ơi, trốn mau đi. Hữu hồn, suýt nữa thì ta đã nằm trong bụng con chim ác rồi. Chung quy là cũng tại cái vương miện đấy ạ. À? Đúng, đúng. Thôi ta xin chừa, không cần cái vương miện lấp lánh nặng nề ấy nữa. Ta đã quá tham lam, cố chấp để rồi suýt mất mạng. Đây sẽ là bài học nhớ suốt đời của ta. Lạc vào thế giới người chết. Ngày xưa, có hai anh em trai nhà nọ, vợ đều mất sớm, sống cảnh gà trống nuôi con. Dù bao nhiêu cô gái trong làng dòm ngó, nhưng cả hai anh em đều không màng đến. Nhất là người em trai, rất thương nhớ vợ. Hằng ngày, anh thường ra mộ thăm vợ. Một hôm, em trai, muộn rồi còn đi đâu đấy? Mộ của vợ em mấy bữa nay bị con lợn rừng phá quá. Em đã làm bẫy, thử ra xem nó đã sập bẫy hay chưa. Thế là ta đã tóm được ngươi. Đừng hòng ra đây phá mộ của vợ ta nha. Ngươi thoát đi đâu, ta sẽ đuổi theo ngươi bắt lại. Anh đi đâu? Anh là ai? Đây là đâu? Đây là thế giới của người đã chết. Thế giới của người đã chết sao? Vậy thì hẳn là ở đây có vợ tôi rồi. Anh cho tôi vào tìm vợ tôi với. Đã bao nhiêu ngày không được gặp nàng rồi, tôi nhớ vợ tôi lắm. Thôi được rồi, tôi cho anh vào. Nhưng gặp vợ rồi anh phải đi ra ngay. Nếu sau 3 ngày không ra là coi như anh đã chết. Vâng. Hình như vợ mình kia rồi. Mình ơi, mình ơi. Mình ơi, mình sống thế nào? Em nhớ mình và con lắm. Tôi và con cũng nhớ mình. Hai cho con tôi không thể sống thiếu mình được đâu. Làm thế nào bây giờ? Em giờ đã là người của thế giới âm phủ rồi. Bẩm Diêm Vương, vợ của tôi chết một cách oan ức. Con của tôi lại còn nhỏ quá, đang bệnh hơi mẹ. Đêm nào cũng khóc tìm mẹ. Tôi cũng ngày đêm thương nhớ vợ. Nếu không vì con thì tôi cũng muốn theo nàng rồi. Tôi ở dưới này cũng rất thương nhớ chồng con. Nếu cứ phải sống xa cách hai thế giới thế này, tôi chịu không nổi. Cầu xin người thương tình. Thôi được rồi, ta thấy hai vợ chồng ngươi thương nhau như vậy, chia rẽ hai ngươi thật không đành. Thôi thì ta cho hai ngươi trở về trần gian đoàn tụ. Đa tạ Diêm Vương. Nhưng hai người nên nhớ rằng
con đường đi ra khỏi đây không dễ dàng như lúc đi vào. Người chồng lại chỉ có 3 ngày ở dưới thế giới này thôi. Sau 3 ngày ngươi không ra khỏi đây thì coi như đã chết. Thời gian của ngươi đã hết 2 ngày rồi, giờ chỉ còn 1 ngày để ra khỏi đây nữa thôi. Thưa Diêm Vương, tôi nhất định sẽ đưa vợ tôi ra khỏi đây đúng thời gian cho phép ạ. Mình ơi Mình! Mình ơi! Chắc em bị thương nặng rồi, không thể đi được đâu. Thôi thì số vợ chồng mình không thể sống được bên nhau. Mình hãy về với con, kẻo không kịp thời gian nữa. Em đành ở lại đây vậy. Không được, dù nàng bị thương, ta cũng phải mang nàng về được tới nhà. Nàng lên lưng ta cõng. Mình ơi, tôi sẽ nhảy xuống cứu mình ngay đây. Sắp hết thời gian ngươi ở lại đây rồi. Qua 1 canh giờ nữa, ngươi sẽ thành người chết, vĩnh viễn không trở lại được trần gian. Không, tôi phải cứu vợ tôi. Không có nàng thì cuộc sống của tôi nào có nghĩa lý gì chứ. Mình ơi, tỉnh lại đi. Sắp hết thời gian rồi, tôi phải cõng mình qua cầu đá. Mình ơi, thế là mình tỉnh lại rồi. Tôi vui quá, chúng ta đã ra khỏi thế giới âm phủ rồi. Giờ thì vợ chồng mình sẽ mãi mãi được bên nhau. Trời ơi, mơ hay là thật thế này? Thím ấy vẫn còn sống trở về ư? Mình phải sang hỏi chuyện ngay mới được. Người anh trai thấy người em mang được vợ từ cõi chết trở về, liền hỏi cách. Người em tận tình chỉ dẫn cho anh chuyện anh đi theo con lợn rừng tình cờ lạc vào thế giới người chết. Người anh liền làm theo lời em dặn. Cuối cùng anh cũng gặp được vợ và xin Diêm Vương cho mang vợ trở về. Diêm Vương thương tình đồng ý. Cả hai người lại lên đường trở về trần gian. Họ cũng đi qua một cây cầu độc mộc. Mình ơi, cứu tôi. Trời ơi, suối sâu thế kia, nước lại chảy xiết. Nếu ta nhảy xuống cứu nạn, nhỡ đâu cũng chết theo nạn thì sao? Mình ơi, cứu em. Chỉ còn 1 canh giờ nữa, nếu người không sang được bờ bên kia thì vĩnh viễn sẽ không trở về trần gian được nữa. Tôi sắp hết thời gian ở đây rồi, hồi thối phận không cho vợ chồng mình bên nhau. Mình hãy ở lại nha, tôi đi đây. Mình ơi, tôi thương mình lắm, nhưng tôi không muốn chết. Tưởng mình thương yêu tôi nên xuống tìm tôi, nhưng hóa ra mình cũng chỉ được đến thế. Từ nay mình đừng quay lại đây nữa. Mình ơi. Diêm Vương biết chuyện của vợ chồng người anh đã rất đau lòng. Từ đó trở đi, ông cấm người sống được xuống thăm thế giới của người chết. Vì lẽ đó mà cánh cổng giữa người sống và người chết mãi mãi bị đóng lại. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!